Và đây là Black Widow V4, một chiếc bàn phím mới nhất của Razer. Đầu tiên, vẫn là một chiếc bàn phím full size, vẫn là một chiếc lề hợp kim nhôm vô cùng chắc chắn. V4 sẽ được trang bị một dãy phím macro. Với dãy phím macro này, nó sẽ rất là thuận tiện cho các bạn làm việc, chơi game hoặc streaming. Nhiều bạn sử dụng một cái bàn phím macro lần đầu tiên sẽ gặp cái hiện tượng giống mình là cái layout phím nó bị nhỏ gọn lại, nên là nó sẽ hơi gây một số tình huống nhấn nhầm phím. Nhưng nếu như mà các bạn sử dụng quen á, thì các bạn sẽ thấy những thao tác trên những con bàn phím có những phím macro nó sẽ cực kỳ thuận tiện cho công việc của các bạn. Ngoài ra, chúng ta còn có được thêm một cụm media để giúp các bạn giải trí tốt hơn. V4 được trang bị cho mình đó là Razer RingSquid, cùng với đó là công nghệ ABS Double Shot Keycap cho ra một bộ keycap vô cùng cứng cáp, có tuổi thọ lên tới 100 triệu lần nhớ, gấp đôi so với những tiêu chí thông thường, và tiếng clicky của nó nghe rất là vui tai đúng không các bạn? Tuy nhiên, nếu như các bạn không thích tiếng clicky như thế này thì đừng lo, Razer vẫn còn một phiên bản Squid khác đó là Yellow Squid. Với phiên bản đó thì tiếng clicky nó sẽ yên tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn nhiều cho các bạn. Với những chiếc bàn phím thông thường sử dụng công nghệ Blacklist, ánh đèn chiếu trên bàn phím khi mà các bạn sử dụng vào ban đêm, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt sẽ gây ra một số sự khó chịu nhất định. Còn với V4, Razer Chroma RGB kết hợp với công nghệ Underglow, ánh sáng xuyên qua từng keycap cho ra hiệu ứng vô cùng ấn tượng với nhiều góc độ màu sắc khác nhau, nó không hề gây ra sự mỏi mắt, nhất là khi mà các bạn sử dụng trong bóng tối. Tiếp theo là phần kê tay, thì thay vì là một chất liệu nhựa cứng như ở phiên bản V3, thì năm nay chúng ta đã có một chất liệu nó êm hơn, mềm mại hơn, có thêm phần nam châm, tăng thêm phần chắc chắn, tránh bị xê dịch trong quá trình sử dụng. Tỷ lệ phản hồi cao lên tới 8000 Hz, giúp bạn có thể tiếng nghe một cách mượt mà, thao tác nhanh chóng trên các tác vụ hàng ngày và các tác vụ chuyên nghiệp. Và đây là tất cả những cảm nhận và đánh giá của mình trên con Razer Black Widow V4. Còn bạn thì sao?